7. Thanh tra giao thông lãnh án tù do nhận hối lộ. Sáng ngày 22 tháng 10, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên án phạt đối với 7 bị cáo là cựu thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm Lâm Hữu Trí sinh năm 1981, mức án 20 năm tù, Trần Văn Dũng sinh năm 1970, 11 năm tù, Phạm Văn Dương sinh năm 1977, 10 năm tù, Trần Văn Minh sinh năm 1966, 9 năm tù, Võ Thanh Liêm sinh năm 1979, 8 năm tù, Trần Ngọc Huệ sinh năm 1963, 7 năm tù và Nguyễn Đức Tú sinh năm 1963, 6 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. Đối với nhóm đưa hối lộ gồm 48 bị cáo là cá nhân, tài xế, chủ doanh nghiệp bị tuyên án như sau: Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường bị tuyên phạt 5 năm tù, 8 bị cáo nhận mức án trong khoảng từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án tù nhưng cho hưởng án treo. Theo cáo trạng từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, 7 thanh tra giao thông nhận của nhiều cá nhân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ với số tiền hơn 6 tỷ đồng nhằm mục đích không hoặc ít kiểm tra, xử phạt hành chính các phương tiện vận tải vi phạm. Trong đó, bị cáo trí nhận hối lộ của 55 tổ chức và cá nhân với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, còn lại 6 thanh tra viên khác nhận hối lộ hàng chục lần với tổng số tiền từ 40 đến 300 triệu đồng một người.